Em chào mọi người ha. Và hôm nay giới thiệu với mọi người đó là cái hub tiếp xe ra hai cổng ha. Hub DMI và VGA. Chất liệu của nó là bằng nhôm. Chiều dài thì khoảng 10 cm ha. Mã của nó là GH Z321. Bây giờ mình test thử ha. Một cổng HDMI á, thì cái độ phân giải của nó là được 4K 30Hz. VGA thì 1080 ha. Thì cái sản phẩm này nó hỗ trợ ra hai màn hình cùng lúc giống nhau. Độ phân giải của hai cổng là 1080. Thì cái sản phẩm này nó hỗ trợ được cho điện thoại, máy tính bảng có chức năng xuất hình mắt M1, M2, sụp phay, thanh đồng bên 3 và 4 là mình có thể kết nối ha. Để biết thêm thông tin về sản phẩm á, thì mọi người liên hệ lại shop bên mình hỗ trợ về kỹ thuật nha. Em chào mọi người ạ.